quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta đã bước vào những tháng cuối cùng của năm 2022 đầy biến động. Và sau đây là những con giáp bị vận xui đeo bám bủa vây vào tháng 12 âm lịch. Tài vận sa sút, công việc gặp nhiều trắc trở. Và những gia chủ thuộc con giáp dưới đây có thể mất ăn Tết năm 2023 Quý Mão. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Tuổi Mùi. Trong tháng Quý Sửu, người tuổi Mùi chịu nhiều tác động của hung tinh nên vận khí giảm mạnh, nhiều mối lo toan ngổn ngang khiến tinh thần của bản mệnh cũng bị đè nén căng thẳng. Nhưng trong khó khăn lại cũng là cơ hội để thử thách ý chí, sự nhẫn nại của bạn, đúng như câu nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Về sự nghiệp, bị cục diện tương xung án ngữ, con giáp này gặp khó khăn đến từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Nguyên nhân khách quan nằm ở việc điềm báo có tiểu nhân quấy phá, đối thủ cạnh tranh, làm việc gì cũng khó bề suôn sẻ, công sức bỏ ra nhiều nhưng có thể trở thành công dã tràng. Nguyên nhân chủ yếu có thể do bạn còn thiếu sự quyết tâm, làm việc hay bỏ dở giữa chừng, cần thêm sự kiên định mới mong thành công. Cận kề Tết Nguyên đán nhưng bạn chưa có dấu hiệu nhàn thân, vất vả từ đầu tháng tới cuối tháng. Tài lộc. Phương diện tài chính cũng gặp nhiều bất lợi do có đại hao hung tinh chủ về hao tài chiếu mệnh. Bạn cần phải thắt lưng buộc bụng, tính toán thận trọng hơn mới có thể giữ tiền trong túi. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ do bị tiểu nhân chơi xấu, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Tình cảm. Trong tháng 12 năm 2022 âm lịch, người độc thân vẫn loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và vì suy nghĩ không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên bạn cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, thậm chí là đổ vỡ. Sức khỏe. Thêm nữa, sức khỏe dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng, nhưng do vận khí sa sút, khả năng bị ngã, bị thương do va đập, cọ sát của con giáp này khá cao. Đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để gìn giữ cho sức khỏe thật tốt, vừa không mất tiền đi bệnh viện. 2. Tuổi Ngọ. Xem tuổi Ngọ âm lịch, tháng mới mang tới không ít thách thức và trong đó vẫn tiềm tàng cơ hội dành cho tuổi Ngọ. Đây là lúc bạn cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn vào những việc mình đang làm nếu muốn nhận về thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp. Thách thức lớn nhất đối với Ngọ trong tháng chạp này do cục diện tương hại thái tuế gây ra. Con giáp này rơi vào vòng kìm kẹp khi chịu áp lực từ cấp trên và còn phải phân tâm để lo đề phòng, đối phó với những chiêu trò mà tiểu nhân gây ra. Lại thêm nguyệt lệnh lâm tuyệt khiến cho vận khí giảm sút mạnh, hầu như bản mệnh không gặp may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Tài lộc. Về phương diện tài lộc, tháng này không phải Ngọ không có cơ hội gia tăng thu nhập. Sự xuất hiện của một số cát tinh vẫn mang tới cho bạn khoản thu bên lề. Tuy nhiên, do vận khí ẩn tàng hung họa, bản mệnh sẽ phải rất vất vả để giữ được tiền trong tay. Nếu biết tích góp và chi tiêu hợp lý, bạn vẫn có thể xoay sở ổn thỏa cho cuộc sống hàng ngày và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết. Tình cảm. Vận trình tình cảm cuối năm của người tuổi này khá bết bát. Bạn khó lòng vực dậy mối quan hệ khi mà số lần tranh cãi ngày càng gia tăng, mâu thuẫn leo thang tới đỉnh điểm. Người độc thân tuy sốt ruột với tình trạng hiện tại nhưng cũng không thể thay đổi được gì, tinh thần quá chán nản. Sức khỏe. Sức khỏe cũng có dấu hiệu đi xuống, áp lực tinh thần quá lớn khiến sức khỏe con giáp này giảm sút đáng kể. Bạn nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, suy nghĩ tích cực hơn để thấy cuộc sống không bế tắc, quẩn quanh. Chỉ khi đi vào tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện. 3. Tuổi Tuất. Bước sang tháng mới, vận trình tuổi Tuất có điểm sáng ở phương diện tình duyên, nhiều cơ hội tình cảm mở ra, tuy nhiên công danh sự nghiệp lại khiến bạn khó hài lòng, kế hoạch không theo kịp thực tế, phải tốn nhiều công sức hơn để xoay chuyển tình hình. Sự nghiệp. Xuất hiện cục diện tương hình thái tuế khiến Tuất gặp nhiều vướng mắc trong công việc, chủ yếu do tư tưởng bế tắc, thiếu tin tưởng vào bản thân gây ra. Bạn có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên. Dù vậy, đây cũng không phải thời điểm thích hợp để nhảy việc, kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín. Tài lộc. Tình hình tài chính cũng khó có sự phát triển tích cực trong tháng này. Tuổi Tuất âm lịch cho biết, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch, cải thiện thu nhập của bạn lại không đem về lợi nhuận như mong muốn. Tháng này bạn cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh, dùng những thủ đoạn để cướp công, đoạt sức của bạn. Sức khỏe. Tháng này còn có nguyệt lệnh lâm suy, không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng mà phương diện sức khỏe của bạn cũng có dấu hiệu sa sút. Sức lực hư hao, thể trạng uể oải sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày.
May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao hợp lý. Tình cảm. Như đã nói ở trên, phương diện tình duyên của tuổi Tuất khởi sắc mạnh mẽ ở tháng Quý Sửu này. Được đào hoa tinh chiếu mệnh có lợi cho cả người độc thân lẫn người có đôi. Tình cảm thăng hoa và êm ấm cũng tạo động lực để bản mệnh quyết tâm vượt qua nghịch cảnh. 4. Tuổi Thìn. Tử vi tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, thời điểm năm mới cận kề khiến tuổi Thìn cảm thấy sốt ruột và muốn hoàn thành mọi việc thật nhanh để còn kịp đón Tết. Thế nhưng mọi chuyện có thể sẽ không suôn sẻ như mong muốn của bạn. Sự nghiệp. Cục diện tương phá, dự báo Thìn có thể sẽ phải đối mặt với khá nhiều biến động trong chuyện công việc, cạnh tranh, đấu đá ngầm không có dấu hiệu giảm sút, mà thậm chí còn có chiều hướng gia tăng khi xung quanh bạn ai cũng đều là người có năng lực. Lúc này bạn càng cần phải nỗ lực tiến về phía trước, hạn chế mắc sai lầm, kéo đó sẽ là cái cớ để kẻ xấu vin vào, phá hoại bạn cho bằng được. Tài lộc. Tháng 12, tuổi Thìn bị phân tâm bởi nhiều vấn đề, nên chuyện làm ăn ảm đạm, việc kiếm tiền có phần bê trễ. Rất may là trước đó con giáp này có một khoản tích lũy không nhỏ nên đủ để trang trải khó khăn. Cuối tháng là thời điểm các khoản lương thưởng Tết đổ về túi, giúp bản mệnh có thể thở phào, yên tâm sắm sửa đón Tết. Tình cảm. Chuyện tình cảm trong tháng Chạp cũng chịu tác động không nhỏ, người có đôi có cặp ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn với cuộc tình. Có thể có những sự việc như giọt nước tràn ly xảy ra khiến quyết tâm chia tay trở nên gay gắt. Đường tình cảm ảm đạm, người độc thân chân thành nhưng chẳng được đón nhận, khó lòng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Sức khỏe. Sức khỏe của những chú rồng có dấu hiệu giảm sút, dễ suy nhược cơ thể do thay đổi thời tiết và cả mải mê lo nghĩ nhiều vấn đề. Ngoài ra, bạn cũng cần đặc biệt lưu ý tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ nhỏ trong nhà, tránh bị âm sát hãm hại. 5. Tuổi Sửu. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của người tuổi Sửu có thăng có trầm, tuy mức độ không đáng ngại nhưng vẫn không thể chủ quan, kẻo tình hình trở nên gay go hơn. Đặc biệt khi đây đang là tháng Chạp, thời điểm năm hết Tết đến, bạn nên thận trọng hơn để mọi việc hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Sự nghiệp. Sự nghiệp vừa có nguyệt lệnh lâm quan đới hậu thuẫn lại vừa chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, nên cơ hội để chứng tỏ năng lực không thiếu, nhưng kèm theo đó cũng là sự ganh đua, ghen ghét, thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Tài lộc. Về tiền bạc, người tuổi Sửu trong tháng này tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tất nhiên có nhiều thứ phải sắm sửa nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần cố gắng nhiều nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hùn hạp nên tìm hiểu kỹ, kẻo bị lừa gạt ở thời điểm cuối năm. Tình cảm. Đây là thời gian khá bận rộn của người tuổi Sửu, cũng chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không kiểm soát cảm xúc của mình mà cáu giận vô cớ, khiến mối quan hệ tình cảm trở nên lạnh nhạt. Bạn nên cố gắng gìn giữ hòa khí để đón cái Tết thật ấm cúng. Sức khỏe. Trong tháng này, sức khỏe của tuổi Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên bận rộn chỉ luôn là cái cớ, nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. 6. Tuổi Thân. Xem tuổi Thân âm lịch ở thời điểm cận kề năm mới, tuy tuổi Thân rất muốn mọi việc diễn ra suôn sẻ và có sự đột phá rõ ràng nhưng rất tiếc, may mắn chưa đứng về phía bạn. Không ít kế hoạch chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, vận khí khá ảm đạm. Sự nghiệp. Tháng này nguyệt lệnh lâm đất tử, trạng thái tinh thần con giáp này khá bất ổn, cảm xúc lên xuống thất thường có thể gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, làm xấu đi các mối quan hệ và còn khiến bản thân thiếu sự bình tĩnh. Các quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, sự nghiệp đứng trước nhiều nguy cơ. Đề phòng với vận tiểu nhân trong tháng này. Tài lộc. Trong tháng Chạp, tài lộc của người tuổi Thân cũng không có nhiều điểm sáng, tiểu hao có thể gây ra những tác động khiến hao tài tốn của. Người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tình cảm. Chuyện tình cảm kém sắc, thời gian bên nhau vui vẻ thì ít mà cãi vã thì nhiều. Dù là các cặp vợ chồng hay là những cặp đôi đang yêu đều khó tránh khỏi mâu thuẫn, bất đồng. Khúc mắc không sớm hóa giải sẽ khiến không ít gia đình trầm lắng, ảnh hưởng đến mọi thành viên trong nhà.
việc đón Tết cũng thiếu phần hân hoan. Sức khỏe, đồng thời áp lực công việc trong tháng cũng thường khiến những chú khỉ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, nóng trong người. Bạn cần suy nghĩ thoáng hơn, khi ăn uống thì tránh những món đồ cay nóng, nên bổ sung thêm nhiều loại hoa quả và rau xanh. Ngoài ra, chú ý ảnh hưởng của thiên hình có thể gây chấn thương, họa huyết quang. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp xui xẻo nhất tháng 12 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chia sẻ với bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!